Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tại hôm nay của chúng tôi có nội dung như Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn dùm cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất về cái thằng gamer Duy Nguyễn các bạn. Đã nói xấu nghệ sĩ Chí Tài á, mà nghệ sĩ Cát Phượng lên tiếng á, thì nhiều người lại nói là Cát Phượng bị chê, hành xử côn đồ với gamer xúc phạm Chí Tài. Cụ thể như thế này nè, Cát Phượng khẳng định cô không tự ý xông vào địa chỉ làm việc của Duy Nguyễn mà đã được mời tới để nói chuyện à nghe. Tối 16 tháng 12, Cát Phượng viết tâm thư giải thích về hành động đến địa chỉ làm việc của gamer Duy Nguyễn cách đây 2 hôm để làm rõ những phát ngôn gây phản cảm của anh liên quan đến tang lễ gia đình đời tư của cố nghệ sĩ Chí Tài. Bạn gái Kiều Minh Tấn khẳng định việc cô xóa hết bài viết video liên quan đến Duy Nguyễn không phải vì cô sợ, cô mắc mới gì phải sợ nó. Cô xóa vì thấy mọi chuyện đã được giải quyết im đẹp, Duy Nguyễn cũng đã quay clip xin lỗi vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài rồi thì thôi. Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, bỏ qua được thì tốt. Cát Phượng tiết lộ, sau khi vụ việc khép lại, nhiều khán giả đã nhắn tin và cho rằng cô hành xử như côn đồ. Coi trời bằng dung, cô phủ nhận cáo buộc của anti-fan về cách ứng xử của mình vì tại hiện trường không hề xảy ra đập phá, hành hung, vậy tại sao lại gọi là côn đồ? Trong khi tất cả chỉ là một cuộc trò chuyện tinh thần hòa bình là chính. Nói về phát ngôn, đánh thì dễ, chỉ cần có một cái búng tay thì những người có mặt sẽ đánh Duy Nguyễn như phim Mỹ mà thôi. Cô cho rằng đây chỉ là phát ngôn giả định, để người đọc dễ hình dung và nhấn mạnh chuyện không hề giải quyết ồn ào bằng vũ lực. Theo cô, một số người cố tình không hiểu và làm sai lệch ý nghĩa thật sự của câu chuyện khiến mọi chuyện đi quá xa. Cát Phượng nói như vậy. Và diễn viên Hạnh Phúc của Mẹ nhấn mạnh, cô cũng như các đồng nghiệp không tự ý xông vào cơ sở kinh doanh phòng nghiêm của Duy Nguyễn. Bởi trước sự việc được giải quyết, chính Duy Nguyễn á, nó là người chủ động đưa địa chỉ, thời gian để mọi người tới, giống như thách thức vậy đó các bạn. Cô mong khán giả đừng tạo nghiệp nữa, hãy để nghệ sĩ Chí Tài được ăn nghỉ đi. Thấy không? Như trước đó, bức xúc khi gamer Duy Nguyễn Văn Tục có những phát ngôn phản cảm liên quan đến tang lễ gia đình đời tư của Chí Tài. Một số đồng nghiệp thân thiết với cố nghệ sĩ như Cát Phượng nè, Quách Ngọc Tiên nè, Huỳnh Phương nè, Thái Vũ, Ngô Kiến Huy đã tới một phòng gym ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân ở Hồ Chí Minh, nơi được cho làm việc của Duy Nguyễn để tìm gặp thanh niên này vào sáng ngày 14 tháng 12 đó. Thì khi mà đối mặt với Duy Nguyễn, Cát Phượng bức xúc, nói nhờ những lời bạn nói không đúng thái độ và không đúng thời điểm. Việc đưa anh Chí Tài vào câu chuyện của bạn trong khi anh ấy đã nằm xuống là đã sai. Tôi khuyên bạn sau này dù là bất kỳ ai, bạn cần phải kiểm điểm và kiểm soát lời nói của mình. Bản thân bạn không biết gì về gia đình anh Chí Tài thì đừng có nói nhiều. Cô yêu cầu nam gamer quay clip xin lỗi cố nghệ sĩ Chí Tài một cách văn minh và lịch sự. Trước sự cứng rắn của Cát Phượng, Duy Nguyễn đã nhận sai, hứa làm clip xin lỗi. Trước khi lao về, quản lý của Chí Tài cùng dàn nghệ sĩ đã gửi tặng gamer hai cuốn sách, đó là Đạo đức lớp 1 và Giáo dục công dân lớp 6. Duy Nguyễn sau đó đã đăng tải clip xin lỗi thừa nhận hành vi sai của mình. Anh đứng khoanh tay cúi đầu trong video livestream vừa qua. Tôi có dùng những lời lẽ không đúng về chị bé heo tên thân mặt mà Chí Tài hay gọi vợ đó. Cũng như những bình luận sai trái về tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài, tôi nhận sai, gửi lời xin lỗi và thành khẩn tới các fan hâm mộ của nghệ sĩ Chí Tài nha. Các anh chị em nghệ sĩ và chị bé heo, đặc biệt tôi xin lỗi vong linh của anh Chí Tài, tôi thật biết lỗi rồi. Duy Nguyễn nói như vậy. Và đây các bạn, sau khi mà làm clip xin lỗi thì liệu có ai tha thứ nữa đâu? Và sản phẩm mà BBT của anh ta bán thì liệu còn ai mà đáp ứng nữa không? Tính câu like nhưng mà câu like sai thời điểm các bạn. Nếu câu like đúng thì nó cũng được chứ. Thôi rồi, hãy chia sẻ video rộng rãi để cho mọi người cùng biết đến. Và đừng quên ấn dùm cái nút đăng ký nè, để khi nào có tin nào mới nhất tôi sẽ up lên ngay, các bạn sẽ là người coi đầu tiên. Cảm ơn các bạn.